Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng trộm cắp tài sản diễn ra ngày một nhiều tại tầng hầm, nơi để xe những nơi công cộng như là bệnh viện, siêu thị, Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã tiến hành lập chuyên án đấu tranh và nhanh chóng truy xét, bắt giữ được đối tượng chuyên thực hiện hành vi nói trên. Cho đến bây giờ, anh Nguyễn Văn Vị, bác sĩ tại một bệnh viện trên địa bàn quận Thanh Khê, vẫn không quên được cảm giác bàng hoàng khi nhớ lại thời điểm phát hiện ra bị mất số tiền 80 triệu đồng chuẩn bị gửi về quê cho gia đình. Sự việc xảy ra tại chính khu vực để xe của nhân viên bệnh viện, nơi tách biệt hẳn với những khu vực khác đã khiến anh rất hoang mang. Cục xe của tôi có bỏ 80 triệu trong ngân hàng, đến ngân hàng mở cục ra thấy cục bị hở và giờ lên thì thấy không còn 80 triệu nữa nên tôi quay trở lại bệnh viện bỏ xe lại vị trí cũ và bảo với phòng IT để kiểm tra camera xem coi khi đêm ai lấy tiền của mình. Ở đấy thì tôi nghĩ nhân viên đều là anh em đồng nghiệp cả thì cũng bao giờ nghĩ đến người trong bệnh viện mà họ lấy cả. Theo như camera của bệnh viện ghi lại, một nam thanh niên đã lèn vào tầng hầm và mở nhiều cốp xe thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Sau khi xảy ra sự việc, Công an quận Thanh Khê đã nhanh chóng cử lực lượng tiếp cận hiện trường, dùng biện pháp nghiệp vụ để tìm bằng được đối tượng nói trên. Kết hợp với các thông tin của lực lượng trinh sát thu thập được trên địa bàn cùng với các cái vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn thì cơ quan công an dựng nên lai lịch đối tượng là Nguyễn Phi Hùng. Và đối tượng này là nghi vấn thực hiện các vụ trộm cắp trên. Thì ngay sau khi mà nhận định như vậy thì lực lượng cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo Công an quận Thanh Khê cho xác lập chuyên án 119T để đấu tranh với đối tượng trộm cắp này và tập trung lực lượng truy bắt cho bằng được đối tượng. Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Phi Hùng, trú phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình. Cho đến ngày bị bắt, Hùng đã thực hiện chót lọt 9 vụ trộm cắp tài sản ở những tầng hầm của siêu thị, bệnh viện trên địa bàn các quận Thanh Khê và Hải Châu. Tổng giá trị tài sản chiếm đoạt ước tính gần 300 triệu đồng. Toàn bộ số tiền có được, Hùng dùng để chơi game và sử dụng ma túy. Em đã đi vào ra ngoài chợ mua cái lục giác về em tự làm và chế lại, tự làm. Sau đó mở khóa trong vòng 3 giây. Một cái cốc mở trong vòng 3 giây. Sự việc xảy ra trộm cắp tại những bãi để xe tại khu vực công cộng có người trông giữ 24/24 giờ chính là lời cảnh báo cho nhiều người dân cần đề cao cảnh giác, không để tài sản có giá trị trong xe máy nằm ngoài tầm quan sát của mình nhằm tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.